Thế các cái điểm đục thì ban đầu thì các cái vùng rễ nó thô quá, anh ấy đục vét bớt đi để tạo hình lại. Chào các bạn. Đây, anh Phương anh ấy và anh em đã làm xong rồi. Tổng thể cây đây. Anh em đang hoàn tất nốt vần trồng với lại bôi keo liền sẹo. Đây tôi quay một vòng xong rồi giải thích cho các bạn những cái điểm mà anh ấy làm và thay đổi và đến bây giờ ra thành phẩm như này. Đỡ phải cắm máy này. Vùng này là cái mặt sau của cây bây giờ này. Độn ở dưới nó giống bây giờ nó đỡ lặng. Vừa được đó. Mà vừa dáng nó đẹp luôn. Nhưng có cái là rồng vào đấy là bị nhiều anh em nó hỏi cây đấy, nếu mà muốn giữ thì rồng ấy thùng xốp thôi thì hợp lý hơn. Chứ rồng ấy chậu nó lại đẹp đẹp cây. Sao anh bảo được thùng xốp anh em lại ra hay bới? Mấy thằng dám hỏi của anh, rồng mà bể đá còn hỏi đéo tiếp khách. Đây là mặt trước này. Mấy thằng dám hỏi anh của anh không? Mọi linh tinh dám hỏi. Các cái phần mà anh em anh Phương anh ấy làm là thứ nhất là đây cái vùng rễ này và rễ này này, anh ấy bóc ra thành hai phần như vậy, vừa để ngăn cái dinh dưỡng vừa để tạo cái hai cái vùng nuôi. Cái rễ này anh ngắt đi. Nhìn nó sâu hơn ở cái vùng này. Đó, cái rễ như này nữa. Bắt đầu nó có cái rễ trống đây, anh bóc đi. Mày gọi bảo tao. Gọi đi, mày gọi đi. Đây là cái vùng phía trước này. Đây, cái rễ này nữa. 12 giờ mới ăn đấy. Ngắt đi. 12 thì 12 chứ. Thế còn về phía tây thì anh ấy vùng này anh khấu đi này. Luôn mà ngắn mà có hôm đến 1 giờ. Vùng này. Quên mẹ. Đây. Hôm 1 giờ là hôm cầu bị đá ra. Ở đây ban đầu nó có một cái cành chéo ở đây, cắt bỏ vùng này, cắt ngắn bớt. Đây phía trên trước nó có một cái cành phóng đây này. Đấy, còn cái phía đầu này thì hơi thu một chút thôi. Đó, cái phần mặt trước về cơ bản như vậy. Hôm nay này ăn chơi không ăn cơm mà ăn chơi ơi, em nuôi lẩu 350 đấy. Thế còn cái phùng đằng sau này thì là anh ấy đục nhiều để tạo hình dễ. Đây vùng này, vùng này đầu óc thì cũng vùng này được cơ mà. Đó gọi chỗ này tỉa ngắt đi, nhanh ngưng gọi lâu lắm ta mày đi. Đây. Tôi gọi nó mang nhanh nhưng mà bíp luôn thế. Quen thì liên mua đây. Thì cái vùng này anh khấu bớt đi là nó làm nhanh hơn đó. Thế về cơ bản thì cái cây này thì anh ấy chỉnh sửa cũng không nhiều. Chỉ sửa không nhiều. Bởi vì là cái dáng cơ bản nó cũng hòm hòm rồi. Nếu mà trông như này ở nhà cụ nó không kinh. Đó. Nó có hai tay chốt rất già rồi. Và về bắt dáng là cây trực. Đấy, về cơ bản cái cây này nó được hai tay chốt già. Tay 1 và tay 2. Thế nên là anh em chỉnh sửa nương theo những cái nó đã có sẵn và làm cho nó đẹp lên hơn thôi. Đây. Được cái bộ bể đấy quá anh. Về cái bông tàn ấy, cái tay 1 này về sau thì anh em sẽ làm. Đây, đây này sẽ là một cái vùng này. Liên kết cho bộ bể. Định hình về sau cái vùng này sẽ là một vùng nữa. Đây một vùng. Đây là cái tay 1 toán lù này. Thế còn cái tay 2 thì đây. Tay 2 theo định hình anh em thì vùng này sẽ là chia thành một vùng.
thêm mé này ra, đây là một, đây là một, đó. Thế còn cái số lượng chính xác thì sẽ định hình sau, bởi vì cái giai đoạn này nó vẫn đang đang ít dữ liệu và tay cảnh vẫn còn đang nhỏ. Đó, ở đây nó có cái vùng này, đó. Cái vùng ấy thì là anh ấy tính nó sẽ là một cái con tử nhỏ thôi, làm thành một cái bông để che cái vùng này đang đây là cái mặt sau, về sau nó hơi trống, thì gọi là một cái bông tử làm cái con phu họa, một con tử làm cái bông phu họa thôi. Đó. Thế còn cái vấn đề phát triển của cái các cái tay tiếp sau, tay 3, tay 4 của ngọn thì đây, cái vùng tay 3 đây, tay 4 với cổ ngọn thì còn đợi chờ mầm ở cái khu này. Đó, thì cơ bản như vậy. Thế thì tổng thể thì đây là một cái cốt cây mà bệ đẹp, bệ rất chảy, đều đẹp. Đấy, các đường cốt chính của thân cũng như tay cành thì anh ấy đã chỉnh sửa. Đây cái mặt chính ấy, nhìn nó khá là sâu cây, nhanh thành cây chơi. Tay 1, tay 2 thì già đều theo thân rồi. Đó, cũng giật cắt chuyển được nhiều nhịp. Tay 2 là anh vẫn giữ một cái dễ trống này để cảm giác cho nó khỏe khoắn hơn. Vậy là hoàn thiện rồi các bạn. Anh đang mài phẳng lại những cái điểm mà đục cho nó mịn màng hơn. Có điều kiện thì mời các bạn đến chỗ vườn anh Tuấn Thầy Chùa ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội để ngắm cây và giao lưu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.